Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái máy kẹp tóc ha. Đây, nó kẹp bấm luôn các bạn. À, đó, bên đây kẹp thẳng, bên đây là mình kẹp cho nó cong tóc nè. Rồi, thì bây giờ hiện tượng của nó là mình cắm điện vô các bạn, nó không có báo gì hết ha. Rồi thì bây giờ mình cắm điện vô thử ha. Đây. Đó. Không có báo gì hết luôn các bạn. Không nóng luôn ha. Rồi thì bây giờ mình tiến hành tháo ra xem cái bên trong nó bị hư cái gì ha. Đầu tiên các bạn cạy hai cái nút đỏ bên hông nè. Đó. Đó. Rồi, bây giờ kiếm cái vít để mình lấy lấy cái cốt này ra nè. Đó. Đó, theo là gỡ cái nắp chụp ngoài sau nữa các bạn. Đó, vậy là tháo nó ra được rồi nè. Đó. Đó. Đây. Xong rồi, đầu tiên á thì các bạn đo kiểm tra giùm mình cái cọng dây này ha. Đo coi nó còn không hay là nó bị đứt dây các bạn. 1. Rồi thì bây giờ mình tìm cái đồng hồ khác để mình đo bằng điện AC ha. Rồi bây giờ ghim điện vô nè. Đó, đo điện AC cái nó có ra không? AC có nữa các bạn. Thấy không? Đó, vậy là cái dây này không sao. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình kiểm tra cái phần này, mở ốc nó ra đó, mở mấy ngóc này ra. Đó, bên trong nó là vậy. Đó các bạn. Rồi thì mình gỡ lấy cái bo có công tắc này nè, gỡ đem ra ngoài luôn ha. Đó, bạn thấy nó bị đen thùi lùi không? Là do nó bị chạm chập cái gì đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình tiếp theo thì mình tháo cái thằng dây mai so các bạn.
hai cái miếng này nè, tháo ra để mình đo coi nó có bị đứt không. Đó. Tháo một bên thôi cũng được. Rồi, bây giờ lấy đồng hồ đo cái dây mai so coi nó còn không. Một bên còn nè ha. Bên đây cũng còn luôn. Nghĩa là hai bên nó còn hết. Đó. Ha. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình kiểm tra lại cái bo nó bị cháy nè. Đó, hay gỡ bỏ này nè. Trên đây nó có cái công tắc nữa các bạn. Một cái bóng led, một con điện trở. Nó không có cái bo khiển nhiệt độ ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái công tắc của mình nè. Công tắc bình thường ha. Nè. Công tắc bình thường. Rồi, đo luôn cái bóng led cho nó còn không. Rồi, cái led này đứt bóng không ạ? Đứt bóng luôn. Điện trở. Con điện trở này nữa nè. Con này 100 kg á. Đó. Con này 100 kg nè. Rồi mình hàn lại cái mạch mà nó bị đứt đó các bạn. Xem coi nó có hoạt động được bình thường hay không ha. Thì trước tiên thì mình hàn cái mạch lên trước đi. Đó, các bạn nhìn nè. Đó. Từ đây nè ha. Nó lại tới đây là một đường nha các bạn. Nè cái đường mạch này nó cháy, nó bong ra mất tiêu luôn. Đó, đây là đây. Rồi công từ đây nè, cái công dây màu đỏ bên đây nè. Nó qua với cái công tắc nè, qua đây. Lại đây. Rồi, có nhiêu đó, mình hàn lại đi rồi mình đưa vô mình test thử ha. Rồi, xong. Vậy là được. Này cũng như là cái công tắc là mình câu lại nó hoàn chỉnh rồi nè các bạn. Đó. Rồi, lấy cái đồng hồ nè. Đầu này với đầu này nè, qua công tắc nè. Đó. Rồi. Cuối cùng là mình đưa vô test ha. Đó. Hàng lại hai đầu nó lại rồi ha.
test một cái bóng đèn. Đây hai cộng nữa các bạn. Gỡ ra cộng ha. Đó. Cộng này cuộc đi. Có hàng. Xong. Tiệm miếng băng keo quấn cái đầu này lại. Khỏi quấn cũng được. Thôi, thử luôn. Đây bóng đèn ha. Đó. Rồi, ghim lại ha. Cái đèn mờ mờ nè. Nóng không mà. Trời, bây giờ ghim thêm chút nữa ha. Để lâu lâu chút coi nó nóng không ha. Rồi, nóng ok ha. Bây giờ mình tháo nó ra đi. Mình thử coi nó có chạm không đó các bạn. Tại vì lúc mà mình mở ra mà có trái nổ hay cái gì đó, nghĩa là nó đã chạm rồi cái gì đó nó mới bị trái hay là bị cái gì đó. Thì trước tiên thì mình test bằng cái tải đi, đang có cái gì thì mình biết chứ để mỗi lần game vô nó hư linh kiện á. Rồi bây giờ tiến hành là mình gắn vô. Thì trước khi mà mình gắn vô á thì các bạn tìm cho mình hai cái ống ren nhỏ để mình luồn vô trong cái đầu dây này nè ha. Tại vì cái này mình sợ là nó bị trầy dây á mà. Rồi, bây giờ đi kiếm hai cái ống ren nhỏ. Đây. Rồi, khi mà hàng xong là nó vậy đó các bạn. Luồn cho nó hai cái ống ren ha. Rồi, tiếp theo là mình thay cho nó cái bóng đèn. Rồi, mình đã thay cái bóng led cho rồi nữa các bạn. Rồi bây giờ mình ghim vô thử ha. Cái đèn nè. Rồi, ok. Nóng. Rồi, bây giờ cuối cùng là mình ráp lại thôi.
Rồi, bây giờ ghim điện vô kiểm tra ha. Nóng nè các bạn. Này giống như đồ chơi vậy các bạn. Rồi, thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách sửa lại một cái kẹp tóc mini ha. Đây. Thì cũng rất đơn giản thôi. Nó cái này nó không có bo các bạn. Nó chỉ có cái công tắc đóng mở thôi. Để mình đóng mở thôi chứ không có điều khiển được nhiệt độ ha. Rồi, nếu như thấy thích video, các bạn bấm like, share và đăng ký kênh giùm mình ha. Để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.